Đây là cái khu bánh xèo nha quý vị. Đó, những cái bánh xèo ra cho bà con này. Cho em vô cái nha, cho em vô em quay á. Rồi. Đó, những cái bánh xèo ra cho bà con ha. Bánh xèo bánh khọt luôn. Đó, có bánh xèo bánh khọt luôn. À, đi qua bên đây coi cô đổ bánh xèo nha. Còn mấy cô mấy chị đổ bánh xèo bên này. Dạ, cũng chào mấy cô mấy chị nha. Thơm quá. Qua bên đây rất là thơm luôn. Dạ. Cái này cái thau bột của ha. Dạ. Thau bột bánh xèo một thau đầy luôn. Dạ. Dạ. Không, con quay hoài à. Dạ. Sau đó xin chào quý vị khán giả đang theo dõi video nha. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo của mình. Ngày hôm nay là ngày 15 âm lịch rằm tháng 7, một trong những ngày đại lễ Vu Lan. Và Sư Mắc đang trở lại thiền viện Tệ Quang để chia sẻ với quý vị và các bạn cái không khí ngày hôm nay. Phải nói là hôm nay quay trở lại không khí rất là đông bà con. Rất là đông, rất là nhộn nhịp luôn quý vị và các bạn. Và thiền viện Tệ Quang cũng đã có những sự thay đổi về cái bãi giữ xe. Có thêm một cái bãi giữ xe nữa khu vực bên này này. Và cái khu vực cũ mà quý vị hay tới thưởng thức buffet và hay gửi xe đó, có thêm một cái bãi giữ xe nữa, rất là đông. Rồi thôi bây giờ tranh thủ thời gian nha, sau bác sẽ quay ngược camera lại để chia sẻ với quý vị các bạn những cái hình ảnh luôn. Đông như thế này thì không biết là quay được cái gì nữa đây. Đây bà con đang xếp hàng ra tới ngoài này luôn. Cái đây cái khu vực này là xếp hàng vào trong quầy món nha quý vị. Chà sao quay đây không biết. Đi vô nha. Đông quá quý vị ạ. Cho anh quay cái nha. Đây là cái khu vực món nước ha. Bà con đi hai hàng xong bắt đi ở giữa. Đông quá.
đông quá quý vị ha. Này, quá trời đông luôn. Đâu đông quá trời đông nha. Dạ. Dạ. Cho anh em xin quay đồ chay. Dạ. Dạ. Đông quá. À, mình tiến tới khu vực trên này nha. Bữa nay là rất là đông nha quý vị. Hàng triệu người dân về đây nha. Đây là topping này. Rồi, đi từ từ. Rồi, ok. Vô đi anh. Rồi mình đi nha, đi đến lên nè. Bây giờ cũng phải đi vào hàng luôn quý vị. Chứ mà không đi vào hàng là đi không được luôn. Đông quá. Dạ yeah. Đông nhất luôn đó. Bún bò ha, bún bò chay nha quý vị nha, bún bún Huế chay đó. Đi dồn. Đi thẳng chứ đi lùi không được. Rồi đi lên. Bây giờ không có chỗ đứng luôn này cũng này. Chị. Đây chị gái dễ thương này đó. Dạ. Rồi đi. Đông quá. Đây trong này là cái khu vực chuẩn bị topping nè. Đó, cho anh quay tí nha. Quá đông. Không quay hả? Đúng rồi. Cái này gừng thơm quá. Rất là hấp dẫn. Rất là hấp dẫn.
là thức dậy làm thầm từ 1 giờ. 1 giờ sáng tới giờ luôn. Dạ. Riêng nước thầm để nấu thôi là đã hết 2 tiếng, 2 tiếng ho, 2 đến 3 tiếng để chuẩn bị nguyên. À, đi tham quan tiếp nha quý vị các bạn nha. Đây là cái rổ rau này. Đó. Một cái rổ rau nhìn rất là đã mắt ha. Đông quá không có chỗ đứng luôn quý vị ơi. Rồi khu vực bên này. Khu vực bên này là khu vực chế biến nóng này. Nấm nấm bào ngư ha. Rồi bên này giá này quý vị. Gần đi có, gần đi có nè. Ờ, qua bên đây. Dạ, chào anh. Lâu quá mới gặp anh. Dạ, lâu quá mới gặp anh. Thơm quá anh ơi. À, con má bánh đồng quá quý vị ha. Bữa nay là phải tăng tốc độ nữa. Dạ, cũng như mọi ngày. Dạ. Dạ. Hôm nay làm sớm hơn. Làm sớm hơn luôn. Bình thường 10 rưỡi mới làm. Dạ. Cái khu bánh xèo ở đâu anh ha? Bên kia đúng không? Mình sẽ đi từng khu một nha quý vị. Khu nào cũng đông, giờ đi là chen đứng cho. À, sau khi mà anh làm xong ha, trộn topping vô xong ha, qua bên đây thì các bạn gái, em gái bên này sẽ chia cho bà con này. Quá đông luôn. Rồi đi qua khu vực bên này xem nè. Không biết là mấy chị lấy bánh xèo bên đâu nữa. Lấy bánh xèo chắc bên kia. Đi qua khu vực bên kia nha, đông quá.
Đây, có trái cây trắng miệng luôn nè. Ổi sơ ly ha. Quá trời đá luôn. Ở đây còn một cái khay lớn, rất là lớn này. Em cho anh miếng lê đi em. Có miếng lê cho anh miếng lê, anh đỡ hắn nước. Cảm ơn em nha. Rồi. Anh cảm ơn. Anh hai phần thì anh đổ vàng trái cho ta em dùng lại. Đỡ hắn nước đi. Rồi đi tới luôn cho bà con lấy nha. Đông quá. Tới tới cho bà con ta lấy rồi. Dạ dạ đúng rồi. Cho con đi, cho con đi. Ừ. Con chị anh nội luôn đi. Đông quá. Rồi, coi lên phát bánh mì. Cho coi tấm hình nha. Dạ. Đẹp quá. Em mới cho bánh mì sữa nè, bánh mì sữa luôn nha. Đó. Dạ. Rồi, đi qua bên đây đi tiếp nha. Đây là khu vực nước nè, nước uống nè, đông quá. Đứng đây này. Rất là đông quý vị. Tôi bắt anh đi tìm cái quầy đổ bánh xèo. Không biết cái quầy đổ bánh xèo ở đâu luôn. Đây là cái quầy cà phê. Đây là cà phê nè. Đó, những cái ly cà phê ha. Cà phê sữa và cà phê đá. Dạ, cà phê. Đi từ từ vô trong này coi. Trong này là cái khu buffet nha quý vị. Đông quá. Rồi mình tới quầy buffet rồi. Đây bà con đang lấy bánh ướt nè. Lấy bánh ướt rất là đông. Dạ vâng. Em đứng ngoài đây thôi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, về hôm nay đại chúng lan là quý Phật tử về chùa rất là đông. Chị đang hỏi cô lực.
con quản lý sao để cho chú vô cùng lưng cái khu vậy vậy dùng kia lên. Con đứng quy luật tự trong nội công quả. Vô rồi vô luôn, ra là ra không quay lại được nha. Kỹ vô kỹ ra là ra luôn, đủ ra luôn á. Kỹ vô kỹ ra rồi đó. Còn con này đây. Con sao con lên vậy? Bởi vì lực lượng tập tử về công quả có giới hạn, thành ra nên quý tập tử đi dùng cơm xong qua nghỉ hỗ trợ của thầy thu dọn rác đồng quá bỏ vào các sọt rác chén đĩa của mình và đem đến các khu vực rửa chén, không có đi vô được luôn nữa quý vị, phân tích rửa được chén của mình. Buổi trưa hôm nay thì thầy gọi có 4 khu vực mà để dùng buổi trưa, là khu vực khán đài Cồn Dầu, là nơi quý vị đang ngồi ở đây, là khu vực có cái món ăn buffet và bánh dân gian, là khu vực Cây Bồ Đề có món bún bò Huế, hủ tiếu hấp chảo, là khu vực Trai Đường phía sau cách điện là chuyên phục vụ món bánh xèo, và khu vực dưới tầng hầm là khu vực tổng hợp và có các món bún bê và bánh dân gian. Ta đi từ đây ta vô nè, con đứng ở chỗ này, con nhắc xong rồi con ngáy ở này là phải xếp hàng xếp lối đàng hoàng chứ đâu phải đi là muốn vô là vậy. Những người dưới kia người ta nghĩ sao, ta nói bà con mình hay sao mình cho vô. Còn khu này văng dây là không có được vô, mời chị ra ngoài kia. Wow, món lên đã ha. Mang đi đâu? Quá trời món luôn quý vị ha. Ở đây có nguyên một cái khay đây thế này. Đó. Mọi người một là chén này.
đây là cái khu vực chè. À, hôm nay là chè. Cái này món gì chị? Chè. Chè đúng không? Chè, chè đông sụn này rồi hạt chia rồi sâm mổ lợn. Nhìn ngon quá quý vị ha. Chỉ có một tháng một ngàn lần vào ngày 15 thôi hả chị? À. Bình thường là 15 với mùng 1 mà bây giờ rút lại thì còn có ngày 15 thôi. Ngày 15 âm lịch hàng tháng thôi. Bình thường là một tháng hai lần, bây giờ rút lại là một tháng một lần. Ngày 15 âm lịch quý vị các bạn lưu ý nha. Đó, số mắc vừa mới. Bác vừa mới nghe thông báo xong. Tôi thấy rất là nhiều tô một đủ nhân và quý Phật tử di chuyển những tô một đủ nhân đã đến khu vực những cơ công vực chữa giúp con nhà thì phải là bị thiếu ạ. Những tô đi một đủ nhân nhanh chóng di chuyển ra phía khu vực chữa chén giúp con nhà. Chè này nhìn ngon quá quý vị ha. Hấp dẫn không? Quá hấp dẫn. Nãy có bánh không? Dạ. Mẹ gọi cho đại ơi. Em có muốn ăn chè không dạ? Có, chút xíu em làm chén. Quay luôn. Chị cho em cái chén đỏ đó em quay cho đẹp. Đây, chị ưu tiên cho số bác một chén nha. Hạt dừa, hạt chia, đông sục. Hạt dừa, hạt chia, đông sục. Cái đỏ đỏ này là cái gì chị? Hạt dừa, hạt chia với đông sục này. Cái gì nữa? Đau câu. Dạ. Ngon quá. Số mắc anh thử nha. Xin cảm ơn ạ.